Bất chấp sự phản đối của nhiều chuyên gia kinh tế, ngân hàng và giới chức các nước, giá đồng tiền ảo Bitcoin vẫn không ngừng tăng. Đồng tiền này vừa lập kỷ lục mới vào phiên 1 tháng 11, đẩy giá trị toàn thị trường lên đến 185 tỷ đô la Mỹ. Trong phiên ngày 1 tháng 11 giờ Mỹ, sau khi giá Bitcoin đạt đỉnh 6.600 đô la Mỹ một đồng Bitcoin, quy mô thị trường các loại tiền ảo đã lên đến 185 tỷ đô la Mỹ theo số liệu của CoinMarketCap. Riêng quy mô thị trường tiền ảo của Bitcoin đã lên đến hơn 109 tỷ đô la Mỹ. Giá Bitcoin được đẩy lên cao sau khi có thông tin tập đoàn CME cho biết sẽ mở cửa sàn giao dịch hợp đồng Bitcoin tương lai vào cuối năm nay. Tháng 11 năm ngoái, tập đoàn này đã công bố chỉ số đo lường giá Bitcoin, BRR, được coi là cơ sở cho sàn giao dịch Bitcoin, Crypto Facilities đặt ở London. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong năm nay cũng đã có rất nhiều chuyên gia kinh tế, giới chức và các lãnh đạo ngân hàng chỉ trích đồng tiền này. Mới hồi tháng trước, chuyên gia kinh tế của Đại học Harvard đã dự báo Bitcoin sẽ sụp đổ khi đối diện với ngày càng nhiều áp lực từ pháp lý, đặc biệt là từ phía chính phủ của các nước. Trung Quốc mới đây đã cấm giao dịch Bitcoin, theo sau đó là một số các nước khác như Hàn Quốc.